Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Chồng cũ lại muốn tái hợp rồi, tập 15. Em đang làm gì thế, Nhiên Nhiên? Tôi đang uống thuốc. Không phải là anh định can thiệp vào cả chuyện uống thuốc của tôi đấy chứ? Đây là thuốc gì? Vitamin. Anh Thịnh nói là đề kháng tôi kém nên kê cho tôi thuốc này. Anh Thịnh, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được qua lại với Thịnh Duy Thanh. Cơ thể em không khỏe, tại sao không nói với anh? Thịnh Duy Thanh là chuyên gia y học, tôi đến tìm anh ấy thì có gì sai? Bệnh viện và những nghiên cứu khoa học dưới trướng tập đoàn Dạ Thị có vô số, còn cần phải tìm đến cậu ta. Trả lại thuốc cho tôi. Ngoài chuyện này ra, tôi không có tâm trạng để tranh cãi với anh. Đây là thái độ nói chuyện của em với anh lúc này sao? Hừ. Kỷ Nhiên, em đừng nghĩ là anh thích em thì em muốn làm gì thì làm. Nếu như anh muốn, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát em. Anh ta bây giờ là một con sói không thể khống chế, nhưng mình muốn khống chế anh ta, muốn anh ta phải cúi đầu. Trong mắt tôi, em chỉ là một món đồ chơi, mặc cho tôi điều khiển. Tôi hận, tôi không thể giết chết em ngay lúc này. Chật. Chẳng phải nói là muốn lọ thuốc này sao? Đây. Sột soạt, sột soạt. Ồn quá, tiếng gì vậy? Các anh là ai? Dạ Thiếu cho gọi chúng tôi tới đây để lắp đặt camera. Mỗi một ngóc ngách trong mỗi căn phòng đều phải lắp đặt. Camera? Tại sao lại phải lắp camera? Chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu. Có gì, cậu có thể đến hỏi Dạ Thiếu. Xin lỗi, Dạ Thiếu đã dặn dò, cậu không được rời khỏi biệt thự nửa bước. Mời Kỷ Thiếu quay về phòng. Dạ Lăng Hàn không những muốn giám sát mình mà còn muốn cấm cửa mình. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Điều mà anh muốn tôi chứng minh, tôi cũng đã chứng minh rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Anh hối hận rồi. Từ giờ phút này cho đến khi anh có người nối dõi, em đừng hòng rời khỏi biệt thự nửa bước. Tút tút. Bốp. Kỷ Thiếu, cậu đừng giận. Đây là điện thoại mới mà Dạ Thiếu đã dặn dò mua cho cậu. SIM thẻ đã được lắp đặt xong cả rồi. Không được ra khỏi cửa, không được đến trường. Phạm vi hoạt động chỉ được ở trong biệt thự, đến cả hoa viên cũng không được ra. Mình đã hoàn toàn trở thành con chim bị nhốt trong lòng. Dạ Lăng Hàn, anh thật sự quá tàn nhẫn. Dạ Thiếu đã dặn dò, người ngoài không được vào. Hai vị xin hãy về cho. Bọn chó giữ cửa này, tránh ra cho tôi. Con trai tôi ở trong này, chủ nhân của nơi này là Dạ Thiếu, yêu thương nó nhất. Chúng tôi là bố mẹ thằng bé, cậu dám ngăn cản chúng tôi? Nhiên Nhiên, bố mẹ đến thăm con đây, con mau ra đi.